Chào mọi người, hôm nay thì mình tiếp tục hướng dẫn các bạn một mẫu cách làm hoa mai. Như trong clip lần trước thì mình cũng đã hướng dẫn làm hoa mai bằng giấy nhún rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm dạng hoa mai khác với chất liệu khác, đó là vải dạ nỉ. Hoa này thì nó, theo mình thì nó cũng rất là bền, và bền hơn là so với giấy, vì là cái này xé cũng không rách được ạ. Đây là một cành hoa mai mẫu mình đã làm sẵn. Để làm được cái cành hoa bằng cái hoa mai bằng vải như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu. Hoa bằng vải thì đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị vải dạ nỉ màu vàng tươi để làm hoa mai. Với cách này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể làm hoa đào được nha. Hoa đào thì cũng tương tự như vậy thôi. Hoa đào thì các bạn chuẩn bị giấy màu hồng. Tiếp nữa là cái một mảnh giấy màu cam để làm nhị, và một số nguyên liệu khác như là kéo, bút chì, thước kẻ, băng keo sáp màu nâu, chỉ màu vàng, kẽm si và kẽm cành như thế này nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một phần cánh hoa. Các bạn cắt một mảnh giấy cắt tông như thế này, có kích thước là 11 đến 12 cm nha. 11 đến 12 cm, cao khoảng 1,5 nha. Thì các bạn cắt một cái mảnh giấy cắt tông như thế này, có 5 cánh. Thì các đường luận này nó các bạn chú ý cắt cho nó bằng nhau nha. Ok, cắt được như vậy thì sau khi cắt thì các bạn sẽ đặt vào cái mảnh giấy màu vàng này. Rồi các bạn dùng bút chì mờ mờ các bạn in các hình này ra nha. Đó, sau khi in thì sẽ được hình như thế này. Hơi mờ mờ thôi. Rồi các bạn dùng kéo để cắt nha. Cắt theo các đường mà lúc nãy mình đã in đấy. Đó. Sau khi cắt xong thì chúng ta đã có hình dạng như thế này. Tầm 5 cánh nha. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng chỉ để kéo lại nhá. Các bạn dùng chỉ màu vàng nha. Cố định một đầu. Sau đó thì các bạn khâu như mình nha. Các bạn khâu những cái đường nó sát cái mép đường thẳng ở dưới này nha. Nhớ là sát cái mép thì hoa nó sẽ rất là đẹp. Cứ thế cho đến hết cái cánh hoa nha. Rồi các bạn dùng tay kéo rúm chúng lại. Rồi nối vào cái phần cánh hoa còn lại như thế này nha. Đây, nối vào phần cánh hoa còn lại như thế này. Rồi các bạn cũng dùng tay để kéo chặt chúng lại.
chúng ta đã ra được cái hình dạng sơ đẳng của bông hoa. Rồi các bạn cố định chúng lại nhé. Cố định cái đường may này lại. Sau khi cố định thì chúng ta đã được cái cánh hoa như thế này. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ làm phần nhịn cho nó nhé. Thì các bạn dùng cái mảnh vải màu cam này, các bạn cắt các đường tua rua nhỏ. Tầm 2/3 nhé. Rồi. Trong khi mình dùng keo nến để gắn chúng lại thì keo của mình nó chưa khô, chưa nóng, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái phần cành nhỏ chĩa ra như thế này nha. Trong cây cành mai nó sẽ tự nhiên hơn. Thì các bạn dùng kẽm si. Các bạn dùng kẽm si nhá. Cắt một đoạn có kích thước là khoảng 4 đến 5 cm. Ở đây của mình cắt 7 cm hoặc là ngắn hơn, thì các cành nó khác, các cành đấy nó có độ dài khác nhau ấy, thì các bạn cứ cắt các kích thước khác nhau để được nhá. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn lại thôi. Đó, các bạn cứ làm nhiều cái cành như vậy thì các bạn sẽ được cái các cành nhỏ như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ gắn phần hoa lại nhá. Ở đây các bạn dùng keo nến này. Các bạn cuốn phần nhị hoa vào như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng băng keo sáp để cuộn chúng lại. Rồi, chúng ta đã được phần nhị hoa mai như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái bông hoa mà mình vừa khâu lại đấy. Các bạn xuyên cái nhị này qua. Đó. Chú ý là để cho mình không nhìn thấy cái phần nâu, phần băng keo sáp màu nâu nó trồi lên nhá. Đặt xuống dưới như thế, kéo xuống dưới một chút như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi sau đó các bạn cầm ngược bông hoa lại như thế này, các bạn túm cái cánh hoa lại. Các bạn nhìn thấy những cái phần nó trồi ra như thế này đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến này, phết keo vào các phần trồi ra như thế này. Và phần dưới này. Rồi, sau đó thì các bạn thả các cánh hoa ra. Giãn các cánh hoa sao cho nó tự nhiên nhất để keo nó tự dính vào các phần ở bên keo mà mình đã vừa phết ấy. Quay ngược lên thì chúng ta đã được hình một bông hoa mai như thế này. Đơn giản đúng không ạ? Đó. Sau khi phần keo nó khô ấy thì chúng ta sẽ phần nhị và phần cánh hoa nó sẽ bám chặt vào nhau, dính chặt vào nhau thì sẽ không bị rời ra nha. Tương tự như vậy thì chúng ta làm thêm các bông hoa mai khác. Mình cũng đã làm sẵn các bông hoa như thế này rồi. Một cành hoa như thế này thì các bạn làm cho mình tầm khoảng 10 bông nhá. 10 hoặc là nhiều hơn cũng được. Bạn nào làm cành hoa nó nhiều, nó dài ấy, thì các bạn làm
nó nhiều hoa hơn nha. Ở đây thì làm cái hoa vải dạ nỉ này thì mình không hướng dẫn các bạn làm phần nhịn, phần búp nhá. Đây có vẻ như một cành mai nó khô đấy. Nên là mình hướng dẫn bằng vải nỉ, vải dạ nỉ này thì nó mất rất là nhiều thời gian và công sức. Theo mình nghĩ thì nó cũng không cần thiết, như thế này cũng đã là đẹp rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ đến vào phần ép cành nha. Thì chúng ta dùng băng keo sáp màu nâu này. Các bạn cuốn đầu tiên để che đi cái phần màu xanh này đi nha. Rồi các bạn dùng những cái cành nâu mà mình đã vừa cuốn như thế này, các bạn đặt vào sao cho nó nhìn nó tự nhiên, nó như kiểu ở các cành cây khô đấy. Rồi các chúng ta ghép hoa vào thôi. Chúng ta cứ ghép dần cho đến khi nào mà hết phần hoa. Cứ ghép thì chúng ta lại cho thêm các cành cây, cái đoạn kẽm nhỏ lúc nãy mà mình đã cuốn băng keo sáp vào nha. Hoặc là cái phần này nó mà dài quá thì các bạn cắt bớt đi, sau đó thì đặt vào cái phần thân cây nha. Cho nó phong phú hơn. Các bạn cứ ghép như thế nào, vị trí như thế nào là do các bạn nhé. Tùy mỗi người, các bạn muốn ghép hoa dày hay là thưa thì là do ý thích của mình nhé. Nên mình làm hơi nhiều hoa nên là mình sẽ ghép hết vào. Cành mẫu thì mình làm chỉ có 8 bông thôi. Nhưng ở đây lên đến đó. Ở đây cũng là 8 bông thôi, mình cảm giác là nhiều thế nhỉ. 9 bông. 9 bông mai tất cả. Rồi đến bông hoa cuối cùng. Các bạn cuốn hết cái đoạn kẽm cành này màu nâu nha, để cho nó giống cây thật nhất nha. Ok. Cuối cùng là chúng ta dùng tay để chỉnh lại các bông hoa này, trông cho nó tự nhiên nha. Đấy, nó giống cái cành thật một chút. Rồi các bạn nào thích thì để thẳng này cũng được, nhưng theo mình nghĩ thì nên uốn cong một chút thì nó sẽ đẹp hơn.
Chỉ vài thao tác, một vài thao tác cũng không quá phức tạp ấy. Thì chúng ta đã làm được những cái cành hoa mai nhỏ như thế này. Hoa này thì theo nghĩ là rất là bền. Đó. Thực ra thì độ giống của nó thì cũng không giống được hoàn toàn, nhưng mình nhìn qua thì cũng đoán được đấy là hoa mai đúng không ạ? Mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa mai bằng vải dạ nỉ như thế này. Chúc các bạn thành công nha. Hy vọng là với cách làm này của mình thì sẽ giúp cho bạn, cho các bạn có làm được, tạo được cái không khí Tết cho nhà mình. Chúc các bạn với thành công với cái mẫu hoa này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.